Ngày 8 tháng 4, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị của bộ đội biên phòng tỉnh triệt phá thành công đường dây đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới, đồng thời khởi tố 3 đối tượng liên quan. Cụ thể các đối tượng Dì Hội Sèn, sinh năm 1992, dân tộc Thu Lao, trú tại thôn Chúng Chải B, Ly Seo Phìn, sinh năm 1992, dân tộc Mông, trú tại thôn Choáng Váng, Bơ Chải Thắng, sinh năm 1993, dân tộc Bà Dí, trú tại thôn Chúng Chải B, bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại địa bàn thôn Dê Chúa Thàng, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Do hám lợi, các đối tượng bất chấp dịch bệnh đã tổ chức đưa 19 người băng rừng để vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Sau khi thành công, các đối tượng này đã chia nhau mỗi người 2.500 nhân dân tệ, tương đương 8,5 triệu đồng. Khi các đối tượng trên vừa với bước chân sang đến bên kia biên giới, thì bị lực lượng biên phòng Trung Quốc bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Dì Hội Sèn khai nhận từ tháng 9 năm 2020 đến nay đã câu kết với các đối tượng là người Trung Quốc, nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đối tượng đã sử dụng Zalo, Facebook, WeChat, đồng thời lợi dụng đêm tối, các đoạn biên giới hiểm trở, khó phát hiện để đối phó với cơ quan chức năng.